Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh Điều đây. Cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Trong giờ chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Wiki Meta DAO. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link tỷ. Thì giờ phần mô tả video, sau đó các bạn nút Start ở trang Dashboard. Tiếp theo các bạn thành phần CAPTCHA và nút Start Test. Và cái tester ta follow tester là đi tp post, sau đó gửi username của tester là đi tp post, ấn profile. Gửi profile của tester kia đây. Oh sorry nha, ta gửi username nhé, xin lỗi nghe, ta copy username ngay tên ta kia đây. Tiếp theo ta join vào kênh Terra. Các bạn ấn vào next step, điền địa chỉ ví BSSC, các bạn dùng BSH ở trên chất Gonet hoặc MetaMask cho ta copy phần địa chỉ BSH, rồi ta quay trở lại con tiếp vào. Cuối cùng các bạn sẽ có link dev và bạn có thể link dev này chia sẻ với thân dev chúng ta. Ok, và rồi chúng ta đã hoàn thành xong video chia sẻ về dự án Wiki MetaDAO. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.